vaccine cho thanh thiếu niên thì như thế nào? Sau đây là giải pháp cho những câu hỏi thường gặp liên quan đến việc tiêm ngừa cho thanh thiếu niên. Trẻ nhỏ và phụ huynh lo lắng về việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 là điều bình thường. Có rất nhiều thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội. Vì vậy, việc hiểu biết những kiến thức khoa học về vaccine rất là quan trọng. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine COVID-19 an toàn và có hiệu quả cao trong việc bảo vệ người đã tiêm ngừa, không bị bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Hãy liên lạc với chuyên gia y tế hoặc phòng khám để được giải đáp những câu hỏi và thắc mắc của bạn. Hầu hết trẻ vị thành niên đều cần phải có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp. Tiêm ngừa giúp con cái của chúng ta an toàn để quay lại với những hoạt động mà chúng yêu thích, như chơi đùa với bạn bè, thể thao và đến những nơi công cộng. Hợp tác với nhau, chúng ta có thể vượt qua đại dịch và quay về với những công việc mình yêu thích. Truy cập vào trang web myturn.ca.gov hay gọi số điện thoại 833-422-4255 để giúp tìm địa chỉ tiêm ngừa gần nơi gia đình hay bạn bè ở. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web vaccinator58.com.